Xin chào các bạn. Ở video trước, tôi đã hướng dẫn các bạn giải các câu trắc nghiệm trong chủ đề 1 từ câu 1 đến câu 10. Thì trong video này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn giải các câu từ câu số 11 đến câu 21. Câu số 11, mệnh đề phủ định của mệnh đề P, x bình cộng 3x cộng 1 lớn hơn với mọi x là. Thì như ta đã biết, phủ định của dấu lớn hơn là nhỏ hơn hoặc bằng, và phủ định của với mọi là tồn tại, cho nên ta chọn là đáp án B, tồn tại x sao cho x bình cộng 3x cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng 0. Câu số 12, phủ định của mệnh đề tồn tại thuộc R sao cho 5x trừ 3x bình bằng 1 là. Thì tương tự, phủ định của tồn tại là với mọi và phủ định của dấu bằng là dấu khác. Thì trong bốn đáp án chỉ có là duy nhất đáp án C là thỏa cả hai phần này. Câu số 13, trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng? Câu A, nếu A lớn hơn B thì A bình lớn hơn B bình. Thì mệnh đề này chỉ đúng là khi AB lớn hơn 0, còn trường hợp AB là số âm thì nó vẫn sai. Câu B, nếu A chia hết cho 9 thì A chia hết cho 3. Thì ta thấy rằng bản thân 9 nó đã chia hết cho 3 rồi, cho nên là số nào chia hết cho 9 thì cũng chia hết cho 3. Vậy ta chọn đáp án B. Câu số 14, mệnh đề nào sau là mệnh đề sai? Đáp án A, với mọi n thuộc số tự nhiên thì n nhỏ hơn bằng 2n. Thì ta thấy là đáp án này là một mệnh đề đúng. Đáp án B, tồn tại n thuộc vào số tự nhiên sao cho n bình bằng n. Thì ta thấy rằng khi n bằng 0 thì 0 bình nó cũng bằng 0, cho nên là mệnh đề này là một mệnh đề đúng. Đáp án C, với mọi thuộc r x bình lớn hơn bằng 0. Thì ta biết rồi, bình phương của một số thì luôn luôn là lớn hơn bằng 0. Đáp án D, tồn tại thuộc R sao cho x lớn hơn x bình. Thì sau khi ta đã xét ba đáp án A, B, C đúng thì sẽ đáp án D sẽ là mệnh đề sai. Còn về phần này thì chúng ta cũng đã biết rồi, với mọi x thuộc R thì x bình nó sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng x, cho nên câu D là mệnh đề sai. Câu số 15, trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng. Với mọi x thuộc R thì x bình lớn hơn 0, thì mệnh đề sai ở chỗ là phải bằng 0 nữa. Đáp án B, với mọi x thuộc vào số tự nhiên thì x luôn chia hết cho 3, thì cái này là mệnh đề sai. Tồn tại x thuộc R sao cho x bình nhỏ hơn bằng 0. Thì khi mà x bằng 0 thì x bình sẽ bằng 0, cho nên mệnh đề này là mệnh đề đúng. Câu số 16, mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai? Hai tam giác đồng dạng khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một góc bằng nhau. Thì ở đáp án A là mệnh đề tương đương, cho nên mệnh đề tương đương muốn đúng thì từ P chia Q phải đúng, và ngược lại Q chia P cũng phải đúng. Giờ ta xét, thứ nhất là hai tam giác bằng nhau thì chúng đồng dạng và có một góc bằng nhau, thì ta thấy rằng phát biểu này đúng. Nhưng ngược lại, hai tam giác đồng dạng và có một góc bằng nhau thì hai tam giác này là mình chưa khẳng định được là nó bằng nhau, cho nên đáp án A là một mệnh đề sai. Câu 17, cho hai mệnh đề PQ, tìm điều kiện để PCQ sai. Thì trong phần này là chúng ta đã học ở nội dung là mệnh đề kéo theo PCQ chỉ sai khi P đúng, Q sai, nên ta chọn là đáp án C. Câu 18, mệnh đề A, mệnh đề ACB được phát biểu như thế nào? Thì chúng ta biết rồi, ký hiệu đó đọc là Shiga, cho nên là mình đọc là A Shiga B. Câu số 19, cho hai mệnh đề P và Q, tìm điều kiện để mệnh đề P tương đương Q đúng.
Thì để P tương đương V đúng thì tương ứng là P chia V đúng và V chia P cũng phải đúng. Thì hai mệnh đề đó chỉ đúng khi là P và V cùng đúng hoặc cùng sai. Thì trong bốn đáp án chỉ có duy nhất đáp án D là phủ định của P sai và phủ định của V đúng, thì tương ứng là P đúng và V đúng. Câu số 20. Trong các mệnh đề tương đương sau đây, mệnh đề nào sai? N là số nguyên lẻ, tương đương là N bình là số lẻ. Thì ta thấy phần này là đúng. N chia hết cho 3 tương đương tổng các chữ số N chia hết cho 3 thì mệnh đề này cũng đúng. ABCD là hình chữ nhật, tương đương là AD bằng BD. Thì phần này để dễ quan sát, chúng ta có thể vẽ một cái hình chữ nhật ra. A, B, C, D. Thì ABCD là hình chữ nhật thì tương ứng là AD, nó phải bằng là BC. Cho nên là đáp án C là một mệnh đề sai. Câu số 21. Trong các mệnh đề ACB sau đây, mệnh đề nào có mệnh đề đảo sai? Tam giác ABC cân. Suy ra tam giác ABC có hai cạnh bằng nhau. Vì mệnh đề đảo của nó là tam giác ABC có hai cạnh bằng nhau thì tam giác ABC cân. Chúng ta thấy rằng cái này là điều đúng. Câu B. X chia cho 6, suy ra x chia cho 2 và 3 thì đảo lại là x chia cho 2 và 3 thì x chia cho 6, thì ta thấy mệnh đề này cũng đúng. ABCD là hình bình hành, suy ra được là AB song song với CD thì đảo lại là AB song song với CD thì ABCD là hình bình hành. Thì ta thấy này, điều kiện này là chưa đủ để ABCD là hình bình hành, cho nên ta chọn đáp án là câu C. Tôi vừa hướng dẫn các bạn giải xong các câu trắc nghiệm trong chủ đề 1 từ câu số 11 đến câu số 21. Có thắc mắc gì thì các bạn có thể để lại dưới bình luận. Đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.